Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cách bạn lấy ven chó và cách xác định ven chó như thế nào. Thì các bạn cạo hết lông tay con chó đi, các bạn xác định cái tìm đường ven. Các bạn sờ sờ thì thấy nó bùng nhùng. Cái ven này là nó sẽ di chuyển được nhé. Các bạn ấn vào thấy nó bùng nhùng. Thì các bạn phải xác định được cái mũi kim ở cái điểm cái, có nghĩa cắm vào cái ống ven cái mũi kim lúc nào cũng ở cái điểm đẹp nhất, để tránh vào những phần khớp ra nó cựa tay, nó đâm vào khớp. Đấy, mũi kim thì lúc nào cũng nằm trong cái ống ven ở cái điểm đẹp nhất. Khi các bạn lấy ven thì các bạn lấy dứt khoát nhé. Các bạn đâm kim xuống, đâm gần gặp cái đoạn vát vát của mũi kim ấy. Rồi các bạn luồn theo ống ven. Nên nhớ trước khi lấy ven thì các bạn phải garo cố định lại nhé. Nên là chó mình khỏe thì mình chỉ gọi là lấy ví dụ mẫu cho các bạn xem thôi. Còn nếu các bạn buộc garo được ấy, thì các bạn buộc vào, còn không thì nhờ người giữ cho. Giữ ở cái phần khuỷu tay bóp chặt rồi. Các bạn theo dõi xem cách mình lấy nhé. Đấy, cái mũi kim ở cái điểm đẹp nhất. Đấy, ướm mũi kim này. Mình kiểu dạng mình đo đấy, cái mũi kim dài khoảng độ hơn 1 phân đấy. Mình đo vậy. Tức là điểm lấy ven thứ hai của chân sau nhé. Thường thường là mình sẽ lấy được 4 chân đấy. Nhưng mà đa số là lấy ven ở chân trước để truyền, còn chân sau thì mình dùng để tiêm những cái thuốc gì mà tiêm tĩnh mạch thì mình tiêm ở chân sau cũng được. Đấy, mình đầu tiên mình phải xác định điểm ven, cái ống ven nó nổi lên đấy. Các bạn để ý tay mình chỉ theo ống ven nhé. Đấy, ống ven nó chạy thẳng lên bắp đùi. Thì mình cũng ướm kim như vậy. Kim thì lúc nào cũng nằm ở cái điểm đẹp. Đây là đoạn đùi này thì ống ven nó nổi rõ nên thì mình nhìn thấy nó rõ hơn. Đấy. Còn đây là mình sẽ lấy thực tế luôn, đây con chó khỏe nên là một người thì không thể làm được nên là mình phải giữ. Khi lấy ven đúng cái đường ven ấy thì máu nó sẽ tràn ngược vào trong cái ống dây ấy. Đấy, các bạn để ý nhé, máu tràn vào rồi đấy. Đấy, mình mở cái nút dây ra cái là máu nó sẽ hồi lại. Còn khi truyền nước ấy, các bạn xả hết không khí ở trong cái dây ấy. Đấy, để nước chảy như này này. Khi xả hết rồi các bạn cắm và tiến hành truyền, thì truyền các bạn đếm giọt như này. Xem ví dụ cái chai nước này tương đương với 10 cân thể trọng. Một chai nước này truyền trong vòng 8 đến 12 tiếng, có nghĩa là một ngày các bạn không nên truyền quá 2 chai nước này. Thì tương đương 10 cân một chai nước này thì các bạn chia chó ra, ví dụ chó 5 cân thì các bạn truyền khoảng 250ml trong vòng 8 hoặc 12 tiếng thôi. Khi các bạn truyền thì nên bổ sung vừa truyền thêm cả đường mà thêm cả nước, thì các bạn cứ chia ra. Ví dụ 250ml thì mình truyền 100 đường, 100 nước chẳng hạn. Thì các bạn đếm cái số giọt nước nó nhỏ như thế này nhé. Các bạn căn làm sao khoảng độ 5-6 giây một giọt. Rồi mình truyền chậm thôi. Không nên truyền nhanh quá. Cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn hãy ủng hộ mình bằng cách đăng ký kênh và ấn vào nút chuông để nhận những thông báo mới nhất của mình nhé. Và ví dụ các bạn có muốn hỏi gì thì cứ nhận xét để mình trả lời nhé.